Tập 22. Công tử đợi lâu rồi. Thúy Nhi vừa nấu nước nóng định. Công tử. Công tử. Tiểu thư. Tiểu thư. Người sao vậy? Sao bảo công tử vừa đến đã đi rồi? Thúy Nhi, huynh ấy hiểu lầm ta. Huynh ấy cũng cho rằng ta là loại nữ nhân phóng đãng ấy. Huynh ấy tin những kẻ ấy. Huynh ấy thà tin những kẻ ấy cũng không chịu cho ta một cơ hội để giải thích. Tiểu thư, đừng khóc nữa được không? Trước đây người đâu có như vậy. Mấy lời đồn thổi, truyền tai bôi nhọ, người đều cười rồi cho qua. Người không để ý người khác cũng không thể để ý. Lẽ nào người quên rồi sao? Đây đều là những lời người từng nói với Thúy Nhi mà. Ta không quên. Nhưng bạo nhân thì khác. Huynh ấy có khác gì? Tiểu thư, người yêu huynh ấy rồi à? Bởi vì yêu nên mới để tâm, đúng không? Trên đời này ai cũng có thể hiểu lầm ta, nhưng huynh ấy không được. Nếu đã như vậy, vậy muội giúp người, giúp người tìm huynh ấy về đây. Người giải thích rõ ràng với huynh ấy. Nếu huynh ấy không tin thì sao? Đó là chuyện của huynh ấy. Nếu người không giải thích, e là cả đời này người cũng không thể cởi bỏ được nút thắt trong lòng. Người đợi muội, tiểu thư. Thúy Nhi. Thúy Nhi. Nói, bây giờ bào nhân ở đâu? Ta không biết, ta còn đang tìm nó. Nó biến mất rồi. Ông đừng có lừa ta. Ta đã nghe thấy những gì Giáng Long La Hán đó nói rồi. Mà nói đi, ta phải làm sao mới có thể tìm thấy hắn? Ta không biết nó ở đâu. Ta mà biết thì ta đã đến giúp nó rồi. Rốt cuộc hắn ở đâu? Sao ta phải nói cho cô biết? Cô hại nó chưa đủ thảm mà. Những dạy dò đứa trẻ này phải chịu đòn chưa đủ à? Tốt xấu gì cô cũng là một thần tiên, sao cô không tha cho nó chứ? Là hắn không chịu tha cho ta. Kiếp trước khi hắn gặp tam ca của ta, sao không giơ cao đánh khẽ? Hắn không chỉ rút gân, lột da huynh ấy, khiến huynh ấy hoàn toàn không còn nguyên khí. Ngay cả tịnh bình hắn cũng giành với ta. Rốt cuộc là ai không tha cho hắn hả? Tam ca không còn nữa. Bây giờ huynh ấy lại không còn hy vọng sống lại. Vậy thì ta cũng phải chết chung với tên Na Tra đó. Long nữ, sao cô phải khổ như vậy? Cô đừng u mê không tỉnh ngộ nữa. Rốt cuộc ở đâu? Ta sẽ không nói cho cô biết nó ở đâu. Ông không nói, bây giờ ta sẽ giết ông. Không thể nói được. Cô cứ dứt khoát giết ta luôn đi. Ông. Trà tổ tông, người mau đi đi. Còn con, mặc kệ con. Ở đây để con ứng phó. Được. Sao ngươi không đánh trả? Muốn chết à? Có tin.
Ta giết ngươi thật không? Thật ra sâu trong lòng cô vẫn luôn có một nơi rất dịu dàng. Cô chỉ không mua được bị người khác nhìn thấy, vậy nên cô biến thành nhím gai, cổng đầy gai nhọn. Ta không hiểu cô đang nói gì. Ta hiểu rồi. Ta thật sự hiểu rồi. Trước đây ta không hiểu tại sao tỷ tỷ lại lựa chọn như vậy. Vì thứ gọi là tình yêu mà từ bỏ việc tu hành bản thân, dù phải hy sinh tính mạng. Xà yêu nhỏ bé, sao ngươi có thể hiểu được? Ta thật sự hiểu rồi. Ngươi hiểu rồi. Ngươi có hiểu tình cảm là gì không? Ta nghĩ chỉ cần nếm trải mùi vị nhớ nhung và vướng bận, ắt sẽ hiểu tình là gì. Ngươi thật sự đã yêu Bào Nhân? Ta không biết có phải yêu hay không. Ta bằng lòng sống vì chàng, chết vì chàng, hy sinh tất cả vì chàng. Có chết cũng không hối hận. Xưa nay đa tình luôn tiếc nuối, dây dứt đăng đẳng chẳng thấy bờ. Bây giờ ta thật sự hiểu rồi. Vậy nên ta đã hiểu sự lựa chọn của cô và tỷ tỷ. Xem ra cô đã động chân tình rồi. Nhưng cô vẫn không hiểu sinh ly tử biệt là gì. Sinh ly đã đau thấu tâm can. Nếu là tử biệt, ta thà để mình chết trước. Ngươi vẫn muốn thành toàn cho Bào Nhân? Không, ta không muốn ngươi chết. Ta muốn ngươi sống để cảm nhận, cảm nhận nỗi đau tử biệt. Ngươi nhất định sẽ khắc cốt ghi tâm hơn. Long nữ, ta xin cô tha cho Bào Nhân đi, đừng đeo bám như vậy nữa. Nực cười. Không phải ngươi vừa nói sinh ly tử biệt khiến ai nấy đều đau thấu tâm can hay sao? Nhưng khi Na Tra giết tâm ca của ta, hắn có nghĩ rằng trên đời cũng có một người đau thấu tâm can vì huynh ấy không? Điều đó đều là chuyện từ kiếp trước của họ. Nhưng mà ta muôn đời không thể giải thoát được. Vậy rốt cuộc cô muốn thế nào? Để hóa giải thù hận của cô đã giết rất nhiều vô tội như thế. Nhưng cô có từng nghĩ họ cũng có người yêu thương không? Có bao nhiêu người sẽ đau thấu tâm can vì họ đây? Được, ta sẽ không lạm sát người vô tội nữa. Nhưng ta nhất định phải giết chết tên Bào Nhân đó. Ta chỉ muốn giết chết hắn.
Phim được thuyết minh bởi Hoa Thành Phim Việt Nam. Chúc các bạn xem phim vui vẻ. Cháu gái, khách quý, khách quý, khách quý. Cháu gái, nếu không phải ngày nào gương mặt nhỏ nhắn của cô cũng cứng đờ thế này, nhất định sẽ đẹp hơn bây giờ. Bớt giở trò này với ta đi. Đúng đúng đúng, trí nhớ của ta không tốt. Cháu gái không thích đùa. Vậy được, nói nghiêm túc nào. Cháu gái, buông bỏ chấp niệm đi. Ông bớt quản ta đi. Được, nói. Rốt cuộc bào nhân ở đâu? Không phải cô đã thấy cả rồi sao? Thần tiên ra tay với thần tiên, có hay không chứ? Nói, ta phải làm sao mới có thể quay lại đó? Đừng hỏi ta. Chuyện này thực sự không do ta quản. Vậy sao hắn quay lại được? Tự tuyệt. Tự tuyệt trước mặt mọi người, tự nhiên hắn sẽ quay về thôi. Ông, ta nói cháu gái này, làm thần tiên bao năm nay đã trải qua bao nhiêu chuyện, sao vẫn không hiểu chứ? Mọi chuyện đều có ý trời, nếu muốn cưỡng cầu thì khó lắm. Ta không tin. Ta không tin. Tại sao kẻ hại Tam Ca hồn bay phách tán có thể sống vui vẻ thoải mái ở đó, còn Tam Ca của ta, sự cố chấp trong lòng cô e là mấy trăm năm, mấy nghìn năm nữa cũng không thể gỡ bỏ. Giết hắn, tất cả sẽ có thể gỡ bỏ. Sau đó thì sao? Tự tay giết hắn sẽ có thể an ủi linh hồn Tam Ca của ta. Sau đó ta sẽ đi gặp huynh ấy. A-di-đà Phật, nhân quả báo ứng. Cô làm vậy sẽ phải trả giá đấy. Ta không ngại gì cả, cũng không sợ mất đạo hạnh mấy ngàn năm mà. Đạo hạnh, đạo hạnh với ta mà nói còn ý nghĩa gì đâu. Tất cả đều là ý trời. A-di-đà Phật, ông không cần khuyên ta nữa. Cho dù ông nói gì, làm gì cũng không thể ngăn cản ta được đâu. E là thằng bé bào nhân này phải chịu khổ rồi. Bảo công tử đi đâu rồi? Bảo công tử, Bảo công tử, huynh có đó không? Bảo công tử, Bảo công tử, Bảo công tử, Bảo công tử, Bảo công tử. Các thần tiên trên trời, các người mở mắt ra nhìn đây. Đây chính là điều các người muốn nhìn thấy ư? Ta, bào nhân, mặc cho các người bày trí, thao túng cuộc đời. Đây chính là điều các người muốn thấy ư? Các người nghe rõ đây, ta không làm nữa. Nếu các người nhẫn tâm, cứ nhìn bách tính Hàng Châu chịu khổ chịu nạn đi.
Bào nhân. Là bào nhân. Không, là ảo ảnh. Chàng đã đi rồi, không để lại lời nào, cứ thế mà đi. Nhưng mà ông trời, sao nhất định phải đợi chàng đi khỏi mới để ta biết được tấm lòng của chàng? Ta... Bào nhân. Bào nhân. Bào nhân. Bào nhân. Bảo công tử. Rốt cuộc Bảo công tử đi đâu rồi? Bảo công tử. Bảo công tử. Bảo công tử. Bảo. Ta còn tưởng chàng không quay lại tìm ta nữa. Sao có thể chứ? Ta đã nói là sẽ quay lại cứu nàng mà. Cứu ta. Thanh Nhi, ta muốn cưới nàng. Đáng ghét, sao để người ta đợi lâu thế? Nhờ chuyến đi tiền đường, ta mới biết trong lòng ta vẫn luôn có nàng. Đi, bây giờ chúng ta đi tìm cha ta luôn. Cha nàng? Nàng còn có cha sao? Chàng ngốc à, sao người lại không có cha được? Người, ta phải nói với cha ta. Ta không muốn lấy Nghiêm Trung Thư. Tiền Thanh Thanh ta chỉ muốn làm vợ bào nhân. Tiền, chàng cứ yên tâm. Tiền không phải vấn đề. Ta biết chàng không có tiền. Sau này, chúng ta sẽ sống trên núi Long Tĩnh, sống cuộc sống đơn giản, làm ruộng thiêu thùa. Chàng nói xem có được không? Sao vẫn là tiền đường? Sao ta không thể rời khỏi nơi này vậy? Chàng không tin ta à? Không phải. Thanh Thanh, ta có việc rất quan trọng phải làm. Chàng có việc gì, ta làm cùng với chàng. Ta làm mất một bức tranh, ta phải tìm lại nó. Tranh? Tranh gì? Là bức. Bỏ đi. Sao cứ phải tìm bức tranh ấy? Ta nhất định phải quay về cứu người. Không có bức tranh ấy, ta không thể về được. Sao phải có bức tranh ấy mới có thể đi cứu người?
ta cũng không thể nói rõ. Đây là sứ mệnh của ta, dù thế nào ta cũng phải hoàn thành nó. Chàng cứ yên tâm, đợi chúng ta thành thân xong, ta sẽ đi tìm cùng chàng. Thành thân? Thanh Thanh, gần đây xảy ra rất nhiều chuyện, cho nên khó tránh có chút hiểu lầm. Hiểu lầm? Ý chàng là song song sao? Song song? Đó đúng là hiểu lầm. Sau khi biết tất cả mọi chuyện, ta cũng mới biết yêu nhau thì ra đáng quý như vậy. Ta không hiểu nàng đang nói gì. Đúng là tối hôm ấy song song đã đi tìm Mạnh Lãng, nhưng chuyện sau đó đều là Mạnh Lãng cố ý thiết kế. Cô ấy đã tự đưa đến cửa, còn sợ người khác thiết kế ư? Chàng thực sự không biết à? Cô ấy vì cầu xin cho Trung Thư nên mới đi tìm Mạnh Lãng. Cầu xin cho Nghiêm Trung Thư? Đúng vậy. Thấy họ hy sinh vì nhau nhiều như vậy, ta mới cảm thấy trước đây mình thực sự rất quá đáng. Vậy nên ta đã thành toàn cho họ. Bảo Nhân, chuyện trước đây và sau này chúng ta đều không thể khống chế. Điều chúng ta có thể làm bây giờ chính là trân trọng người trước mắt. Chàng nói xem có đúng không? Chàng còn nghi ra đó làm gì? Ta đi tìm cha ta đây. Chàng đợi ta ở đây nhé. Thanh Thanh, nàng quay lại đây. Đợi ta nhé. Thanh Thanh, đừng mà. Thanh Nhi, Tranh, ta phải về Hàng Châu. Tranh, Tranh của ta, có ai thấy Tranh của ta không? Tranh của ta, 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 ai thấy không? Ngã chết ta rồi. Con nhìn gì mà nhìn? Đỡ ta dậy, chào Tổ Tông. Là ta, là ta. Không phải con nằm mơ sao? Đỡ ta dậy, đau chết ta rồi. Vẫn là người có lương tâm. Con được cứu rồi, con được cứu rồi. Mau thả ta ra. Bộ xương già của ta sắp gãy rồi. Nào nào nào, ngồi bên kia. Cẩn thận nhé. Gặp người thì tốt rồi, con được cứu rồi. Tổ Tông, sao người đến đây? Phải, con cứ không về nên ta không yên tâm. Ta đến thăm con. Vẫn là người tốt với con, không như Tế Công đó. Thấy con mà không chịu cứu. Tế, Tế Công, ông ấy đâu? Người căng thẳng như vậy làm gì? Con đã gặp ông ấy ở âm tào địa phủ. Tào, âm tào địa phủ. Con không sao chứ? Con không sao, người đừng căng thẳng như vậy. Con bất cẩn nhảy xuống âm tào địa phủ, Diêm Vương không nhận nên con lại quay về, làm ta hết hồn. Con mà có mệnh hệ gì, ta biết ăn nói với Tổ Tông thế nào đây? Cái thằng bé xui xẻo này, không có việc gì thì nhảy xuống âm tào địa phủ làm gì chứ? Đừng nhắc nữa. Vốn dĩ tưởng tìm thấy Tịnh Bình là có thể quay về, ai biết nhảy xuống lại đến chỗ của Diêm Vương. Sau đó họ đuổi con về. Tế Công nói với con muốn tìm Tịnh Bình và Tranh của Thanh Nhi thì mới về được. Kết quả đến khi con về thấy Tranh mất rồi. Người đến rất đúng lúc. Mau xem giúp con, Tranh ở đâu? Nhân Nhi, con đừng vội, đừng vội. Ta tìm giúp con. Tìm thấy chưa? Chưa thấy, ta xem thêm nữa. Sao rồi? Không thấy gì hết. Sao pháp lực của ta không linh vậy? Sao lại như vậy? Không phải, không phải. Ta nhảy đến 800 năm trước, tất cả pháp lực của ta đã mất hết rồi. Mất pháp lực rồi? Người đùa gì vậy? Dù sao người cũng là lão yêu ngàn năm. 800 năm, 800 năm đấy. Vậy người hãy mau dùng trí tuệ 800 năm giúp con xem làm sao đưa con về. Người xem, con đã tìm thấy Tịnh Bình rồi. Xét từ tình hình hiện tại, e là ta cũng không thể về được. Cái gì? Con không biết à? Ta đây, ta lừa Tế Công đưa ta lên trời, rồi nhân lúc ông ấy không chú ý đến nhảy xuống. Ta cũng không biết sao lại đến đây nữa. Nhân Nhi, con đừng vội. Ta nói con nghe,
Ta muốn nói với con một chuyện rất quan trọng. Cô đại long nữ ấy đang tìm con. Con phải cẩn thận đấy. Cô ấy lại muốn làm gì? Cô ta tìm con làm gì? Cô ta có thể tìm con làm gì? Cô ta lấy mạng con đấy. Con không thể lo nhiều như vậy. Con phải quay về cứu người. Mau nói con biết. Làm sao con quay về? Ta cũng không biết làm sao nữa. Sao lại vậy? Mấy người bảo con tìm Bình. Con đã tìm Bình rồi. Bây giờ bảo con tìm Tranh. Bức tranh đang yên lành, lại không thấy đâu. Khó khăn lắm mới gặp được người. Kết quả thì sao chứ? Thần tiên yêu tinh đều nói không thể đưa con về. Thế này cũng không được, thế kia không được. Khi mấy năm ném con đến đây, sao cái gì cũng được vậy? Chuyện này 8 phần là ý trời rồi. Ý trời gì chứ? Ông trời, ông ra đây cho ta. Bảo nhân ta đắc tội thế nào? Không được nói bậy. Lỡ bị ông trời phạt thì sao đây? Còn có cái mạng này để ông ta lấy đi. Cha con, mẹ con, Nhũ Mẫu, Noãn Noãn, Nghiêm Phong đều bị con hại chết. Bây giờ Thanh Nhi sống chết chưa rõ, đã không cứu được Bạch Xà tỷ tỷ. Song Nhi bị sỉ nhục. Bây giờ Thanh Nhi bị ép nhảy vào đầm rồng. Điều là gì con? Điều gì cái bình này? Người nói con biết, rốt cuộc cái bình này là thứ gì? Sao nhất định bắt con phải tìm thấy nó? Ta sao ta biết được? Người cũng không biết phải không? Được. Ông trời, ông nghe đây. Bảo nhân ta không chơi với các người nữa. Các người ai muốn cái bình này thì tự đi mà tìm đi. Phải cẩn thận cô đại long nữ đó. Nghiêm công tử, huynh phải khuyên tiểu thư nhà ta đi. Bạo nhân đó thật sự chẳng ra gì cả. Mời công tử vào trong. Tiểu thư, Song Nhi, người sao vậy tiểu thư? Song Nhi, chuyện này. Song Nhi. Xem ra pháp lực của ta đã bắt đầu khôi phục rồi. Thời khắc quan trọng có thể thi triển đôi chút. Chưa thấy ai tranh công như ông cả. Thì ra là Phật sống. Đi, ta mời ông đi uống rượu. Đi thôi. Đi, ông bớt đi. Lão yêu tinh nhà ông, ta có lòng tốt giúp ông lên trời sinh cháu trai. Ông thì hay rồi, lừa ta. Nhưng lúc ta không chú ý, còn lén nhảy xuống, muốn hại chết ta. Phật sống mà, ta đâu thể hại ông được. Đừng có nịnh nọt nữa. Phật sống đại sư La Hán gì chứ? Ông đó, ông đang lợi dụng ta. Ông giận thật à? Vậy sao được? Đi, mời ông uống rượu. Không đi. Ta nói ông biết, chỗ rượu ông tặng ta để cứu cháu trai ông, ta đã tặng hết cho Diêm La Dương rồi. Ta không được hưởng tí nào hết. Sau này ta cũng không muốn có bất cứ quan hệ gì với ông nữa. Mau về cho ta. Vậy sao được? Ông đã giúp ta nhiều như vậy. Nói gì thì nói cũng phải cảm ơn ông đàng hoàng. Đến cũng đến rồi, vội vã về làm gì? Ta quen chỗ này. Ta nói ông biết, ở đây có đồ ăn ngon, trò chơi vui, cảnh đẹp, đều có cả. Ông đã đến đây, ta phải làm chủ đến cùng. Chiêu đãi ông thật tốt. Ta không cần. Đúng là ta thích rượu, nhưng ta uống rượu xong chưa bao giờ hồ đồ. Ông nghe kỹ đây, vừa rồi giúp cháu trai ông, ta đã dùng pháp lực. Chuyện này trên trời sẽ biết ngay. Đến lúc đó hai chúng ta đều không thoát được đâu. Mau về cho ta. Muốn đi thì ông đi. Ta không đi. Ông, cái lão ngoan cố này giống hệt cháu ông. Bây giờ cháu ta thảm như vậy, Ta phải giúp nó. Đứng lại cho ta. Nói với ông bao nhiêu lần rồi, sao không hiểu vậy hả? Ý trời khó làm trái. Nhìn thôi là được rồi. Mau về cho ta. Được, đi.
Đại phu, nàng ấy sao rồi? Nghiêm công tử, xin thưa cho lão hữu vô năng. Ông nói vậy là có ý gì? Mọi bệnh đều do khí. Sức khỏe cô nương này vốn yếu ớt, mấy ngày gần đây có lẽ đã chịu kích thích rất lớn, khiến khí huyết rối loạn, cộng thêm chịu phong hàn, e rằng không thể nào. Nàng ấy chỉ bị phong hàn. Ông nói ta biết phải làm sao mới có thể chữa khỏi. Tốn bao nhiêu tiền ta cũng trả. Nghiêm công tử, ra chỗ khác nói chuyện. Nghiêm công tử, xin thứ cho lão hủ nói thẳng, muốn cứu cô nương trừ khi có linh đơn diệu dược. Linh đơn diệu dược. Song Nhi, Thúy Nhi, cô đi đâu vậy? Cái gì? Cái bình. Cái bình. Cái bình của tiểu thư nhà chúng ta, trong đó có thuốc cứu mạng. Mau lấy nó ra. Thuốc cứu mạng. Ta cho đến một hôm có một đạo sĩ đến tặng con cái bình này, nói là luôn đeo bên người có thể bảo vệ tính mạng. Còn đưa cho cha con một phương thuốc bí mật, nói là thời khắc quan trọng có thể cứu mạng. Cái bình. Cái bình. Bà công tử, huynh đưa cái bình cho ta. Bà công tử, huynh quay lại đây. Thúy Nhi, cô sao vậy? Mau, mau đuổi theo. Cái bình, bên trong có thuốc để cứu tiểu thư. Mau đi đi, bà công tử, bào nhân. Huynh đứng lại cho ta. Bào nhân, bào nhân. Cái bình, huynh đứng lại cho ta. Bào nhân. Bào nhân, huynh đứng lại. Bào nhân, cái bình, bào nhân, cái bình. Cái bình, huynh hại chết Thông Nhi, ta liều chết với huynh. Ta phải tìm cái bình, ta không rảnh đếm xỉa tới huynh. Cái bình, bào nhân. Bào nhân. Giết huynh. Mau cầm lấy cái bình. Bào nhân. Bào nhân. Tiểu thư. Tiểu thư, người không sao chứ? Song Nhi, sao rồi? Phải làm sao đây? Máu. Bào nhân. Nàng nói gì? Bào nhân. Ta không có. Ta không có. Bào nhân. Tiểu thư. Tiểu thư, người không sao chứ? Tiểu thư, người tỉnh lại đi. Tiểu thư, người tỉnh rồi. Tốt quá rồi tiểu thư. Muội còn tưởng không thể gặp lại người nữa. Nào, cẩn thận. Tiểu thư, người làm sao vậy? Tiểu thư.
Máu. Tiểu thư, người không sao chứ? Tiểu thư, ta bị sao vậy? Người suýt nữa đã mất mạng rồi, may mà có Nghiêm công tử. Trung thư. Dạ. Rất may là Nghiêm công tử kịp thời xuất hiện, cướp cái bình về. Nếu không, người đã phải đi gặp Diêm Vương rồi. Cái bình gì? Cái bình cứu mạng của người. Tiểu thư, người xem. Tịnh bình. Sao nó lại ở đây? Nghiêm công tử cướp về giúp người đấy. Vậy bào nhân đâu? Muội không biết. Thúy Nhi. Tiểu thư, Lan Trung nói rồi, người phải dưỡng bệnh cho tốt, yên tâm tôi dưỡng một thời gian mới được. Nào, mau nằm xuống. Vậy muội nói cho ta biết bào nhân ở đâu. Tiểu thư, sao người vẫn nhớ nhung nam nhân ấy? Hắn không đáng để người làm vậy chút nào. Người sắp không xong rồi, muội xin hắn thuốc trong bình, hắn lại chạy mất. May mà có Nghiêm công tử, huynh ấy đuổi theo lấy lại bình cho người. Không thể nào. Chắc chắn trong chuyện này có hiểu lầm gì đó. Ta tin bào nhân sẽ không làm như vậy. Muội cũng không muốn tin, nhưng tình hình khi ấy chính là như vậy. Trung thư. Trung thư đâu? Ta phải đi tìm huynh ấy hỏi cho rõ. Nghiêm công tử đã về rồi. Vì cứu người mà huynh ấy khiến cả thành rối loạn. Huynh ấy sợ cha mình đến tận cửa gây phiền phức, ảnh hưởng người dưỡng bệnh, nên đã chủ động quay về. E là thời gian này huynh ấy sẽ không đến đâu. Tiểu thư, đừng nghĩ nhiều nữa. Thời gian này đã xảy ra rất nhiều chuyện. Muội phát hiện Nghiêm công tử đã thay đổi rồi. Huynh ấy như biến thành một con người khác. Quỷ. 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 Thúy Nhi, huynh tránh ra. Thúy Nhi là ta, huynh tránh ra. Bảo công tử, ta không làm hại huynh. Huynh đừng tìm ta. Ta thật sự không hại huynh, ta là người không phải quỷ. Còn xem, ta có chân mà. Huynh thực sự chưa chết sao? Vậy huynh đến đây làm gì? Ta chưa chết. Ngay chính ta cũng không biết mình sao chưa chết. Vậy sao huynh còn đến đây? Huynh thấy mình hại tiểu thư nhà ta chưa đủ à? Huynh cút đi, cách xa bình hợp lâu bọn ta một chút. Cô bình tĩnh một chút. Ta tỉnh lại phát hiện mình ở đây rồi. Vậy huynh đi đi. Đi đi. Được được, cô đừng kích động. Nói ta biết tiểu thư nhà cô sao rồi, ta sẽ đi. Tiểu thư nhà ta không sao. Có điều Lan Trung nói sức khỏe suy yếu, e là không thể khôi phục hoàn toàn. Sao lại như vậy? Được rồi, ta nói xong rồi, huynh mau đi đi. Đi đi. Được được, ta đi mà. Đi đi đi. Ta đi, mau đi đi. Đi đi. Xong xong, xin lỗi. Là ta đã hại cô. Nhưng ta chỉ có thể làm vậy cho cô thôi.